Anh Đi Phạm xin được gửi lời chào đến quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Điểm tin của Cali Today. Xin thưa với quý vị, ngày hôm nay là ngày thứ Tư 13 tây tháng 10. Có khá nhiều tin tức, anh Đi lần lượt mời quý vị bắt đầu nghe tin ngay sau đây. Mở đầu là cái bản tin liên quan tới California, tức là Tổng trưởng lý của California đã khởi động cái cuộc điều tra thảm họa cái vụ tràn dầu. Vụ tràn dầu ở ngoài khơi của Huntington Beach là một cái thảm họa môi trường. Ngày 11 tháng 10, Tổng trưởng lý California đã mở một cuộc điều tra về vụ tràn dầu lớn ngoài khơi của vùng biển tiểu bang và nói rằng ông sẽ đi đến tận cùng của thảm họa môi trường bằng mọi cách mà ông có thể. Tổng trưởng lý Ralph Bonta tuyên bố sẽ bắt người gây ra thảm họa phải chịu trách nhiệm. Sau cái vụ tràn làm rò rỉ lên tới 131.000 gallon dầu từ vùng biển ngoài khơi bờ biển Huntington Beach ở Orange County đã tạo ra một vết dầu loang dài hàng dặm, đe dọa nặng nề sinh thái tại cái vùng biển này. Đây là cái vụ tràn dầu tồi tệ nhất của tiểu bang kể từ năm 2015 và thúc đẩy các lời kêu gọi mới của phong trào phản đối cái việc khoan dầu ở ngoài khơi khu vực này. Cái vụ tràn dầu ở ngoài khơi Huntington Beach là một cái thảm họa môi trường với những hậu quả sâu rộng đối với cá và động vật hoang dã của chúng ta, đối với cộng đồng và nền kinh tế của chúng ta. Tổng trưởng lý Bonta cho biết trong một cái tuyên bố vào hôm thứ Hai, văn phòng của chúng tôi cam kết dành con người và các nguồn lực cần thiết để chắc chắn thảm họa môi trường này được điều tra tới nơi tới chốn. Chúng tôi sẽ theo dõi và đi đến tận cùng của sự việc. Theo cái tờ Los Angeles Times thì lưu ý rằng không rõ liệu văn phòng của ông Bonta sẽ theo đuổi cái việc thực thi pháp luật dân sự hay hình sự sau cái vụ tràn dầu. Và cảnh sát biển của Hoa Kỳ và văn phòng luật sư của Orange County thì đang tiến hành điều tra tội phạm về vấn đề này. Ủy ban kiểm tra được thành lập để tập trung vào các nguyên nhân và những sai sót tiềm ẩn dẫn đến vụ tràn dầu, cũng giống như những tác động của nó lên trên môi trường. Nhà điều tra cho biết họ nghi ngờ một cái mỏ neo của con tàu đã làm hỏng cái đường ống dẫn dầu. Con tàu này được cho là sở hữu của công ty Amplify Energy có trụ sở ở tại Texas. Cảnh sát biển cũng cho biết thêm hôm thứ Sáu rằng vụ tràn dầu có thể đã xảy ra nhiều tháng trước và ngày càng tồi tệ hơn theo thời gian. Họ cũng cho biết cái vụ tràn dầu có thể là do nhiều đường ống dẫn dầu bị hỏng trong một thời gian dài. Cái nhà chức trách cũng cho biết họ sẽ tập trung điều tra công ty Amplify về cái việc chăm sóc đường ống cũ. Và biện lý của Orange County cũng kêu gọi để tất cả đường ống ngoài khơi của Orange County phải được kiểm tra trong những tháng tới để bảo đảm không có thêm thảm họa nào xảy ra. Cái vụ tràn dầu đã khiến các nhà lập pháp địa phương gia hạn cái lời kêu gọi của chính phủ từ bỏ cái việc khoan dầu ngoài khơi và tập trung vào các nguồn năng lượng sạch. Thống đốc Gavin Newsom tuần trước cho biết việc khoan nhiên liệu hóa thạch là một phần trong quá khứ. Và ông hứa sẽ phản đối bất kỳ hoạt động khoan mới nào trong vùng biển liên bang dọc theo bờ biển California. Và trong tuần qua thì các đội làm sạch đã thu thập hàng ngàn gallon dầu từ nước và mất nhiều ngày để dọn dẹp các bãi biển địa phương bị ảnh hưởng. Các quan chức cho biết cái bãi biển Huntington Beach đã mở cửa trở lại vào thứ Hai sau khi cái cuộc kiểm tra chất lượng nước không cho thấy cái mức độ độc tố có thể phát hiện được trong nước. Mặc dù chính quyền vẫn khuyên cáo du khách nên tránh xa những cái khu vực có mùi dầu này. Đó là cái việc mà cái vụ tràn dầu ở tại Huntington Beach, Andy liên tục đưa tin cho quý vị. Và đây là cái cập nhật mới nhất, tức là chánh biện lý là của California bây giờ là đã, tổng trưởng lý là đã bắt đầu điều tra về vụ việc này. Nói chung là ở California thì quý vị thấy cái tình trạng mà muốn sử dụng cái năng lượng sạch đó để thay thế cái vấn đề mà khoan dầu ở ngoài khơi thì cái vấn đề này đã bị phản đối từ bao nhiêu lâu nay rồi. Nhưng mà nó có một cái kỹ nghệ dầu hỏa khó có thể mà ngăn chặn được vấn đề này. Nhưng mà California rất là gắt gao. Như ngày hôm qua anh đi đưa cho quý vị cái bản tin đó là tất cả những cái máy cắt cỏ, máy thổi bụi, những cái máy chạy xăng dầu, diesel, xăng pha dầu v.v. là tới năm 2024 này có thể là trên thị trường sẽ biến mất hết rồi, thay thế bằng những cái máy mà chạy bằng năng lượng sạch. Cho nên cái vụ tràn dầu này đó ở tại Huntington Beach giống như là một cái cú sốc cho tiểu bang California, mà đặc biệt là ở tại Orange County, nơi mà có một cái rặng san hô
được bảo tồn rất là đẹp, mà chính phủ rất là sợ cái rặng san hô này ở Bonsa mà nó bị mất đi á, thì không biết bao nhiêu năm mình có thể gây dựng lại được. Đó là câu chuyện ở Huntington Beach về tràn dầu. Còn bộ ngân khố của Hoa Kỳ thì thu được cái số tiền thuế cao nhất từ 44 năm nay, dù có đại dịch. Cái này là lạ phải không quý vị? Dù đang có đại dịch từ COVID-19, các khó khăn kinh tế vẫn còn. Và có chính sách giảm thuế từ thời chính phủ trước, cái số tiền thuế mà ngân khố của Hoa Kỳ có được năm nay vẫn tăng cao. Theo cái bản tin của Politico hôm nay thứ Tư 13 tháng 10, tổng cái số tiền thuế thu được trong cái tài khóa chấm dứt đã tăng 18%. Cái con số cao nhất của một năm kể từ năm 1977 cho tới bây giờ. Theo cái văn phòng của Ngân sách Quốc hội Hoa Kỳ, tức là CPO, thì số tiền thuế thu được năm nay cao hơn năm 2020 tới 627 tỷ Mỹ Kim, giúp chính phủ lần đầu tiên thu vào hơn 4.000 tỷ. Ông Mark Booth, từng là một chuyên gia hàng đầu về thuế ở tại CBO, đã nói rằng cái số tiền thuế thu được cứ tiếp tục tăng. Đây là một điều lạ thường. Theo phân tích của CBO, số tiền thuế của các công ty của Hoa Kỳ trả đã tăng khoảng 75%, lên tới 370 tỷ Mỹ Kim, vượt hẳn hơn cái mức mà họ đã trả trước khi chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump cắt giảm thuế cho họ. Cái sự gia tăng này tuy vậy cũng là điều lạ thường, vì xảy ra sau khi có cuộc suy trầm kinh tế. Thường thì sau các cuộc suy trầm, số tiền thu được đều giảm. Vì lợi tức của người dân bị giảm sút nên số tiền thuế cũng phải giảm theo. Tuy nhiên, các quan sát viên kinh tế nói rằng cái ảnh hưởng của cuộc suy trầm do đại dịch COVID-19 gây ra có ảnh hưởng phân nhánh rõ ràng. Theo họ, trong thời gian đại dịch, cái giới giàu có và các công ty nói chung là làm ăn khấm khá hơn nhiều so với thành phần có lợi tức thấp. Ông Booth cũng nói thêm rằng thường thì tiền thuế thu được giảm mạnh vào cái năm sau cuộc suy trầm kinh tế, nhưng lần này thì lại ngược lại. Tiền thuế do các đại công ty của Hoa Kỳ trả đã giảm mạnh sau cái biện pháp giảm thuế của Đảng Cộng Hòa năm 2017, giảm tới 1/3 xuống còn 205 tỷ vào năm 2018. Tuy nhiên, cái tiền thuế từ các đại công ty bắt đầu tăng từ năm ngoái và trong tài khoá năm nay đã tăng vọt lên nhờ vào cái mức lời cao hơn dự tính. Đó là một bản tin cũng khá lạ phải không quý vị? Nhưng mà anh đi không phải là một nhà chuyên về kinh tế, cho nên cũng khó giải thích cái vấn đề này. Chúng ta xem cái năm tiếp theo hay sao. Cái bản tin này ngày hôm nay ra đó, thì Andy thấy là gần như là cái giới mà phân tích về kinh tế, cái giới nghiên cứu về thị trường chứng khoán, cũng giống như cái giới mà chơi tiền ảo, họ cũng đang thắc mắc về cái vấn đề tại sao nước Mỹ trong vòng cái năm vừa rồi đó và với năm nay, cái tình trạng kinh tế nó không phát triển được, bị cái đại dịch mà tại sao tiền thuế tăng. Những cái lời giải thích trong cái bài viết này đưa ra nó cũng không có dễ dàng được chấp nhận và nó cũng không rõ ràng lắm, cho nên mới nói đây là một cái chuyện lạ và một cái hiện tượng rất là lạ. Có thể là phải nghiên cứu nhiều hơn về vấn đề này mình mới có thể nói được. Một bản tin vui cho hàng chục triệu người về hưu đang dựa vào tiền an ninh xã hội, tức là Social Security, sẽ được tăng 5.9% tiền phúc lợi cho năm 2022. Đó là mức tăng cao nhất trong 39 năm qua. Cái khoản tiền tăng để chống lạm phát gọi là COLA. Như vậy sẽ tăng khoảng 92 đô la một tháng cho người về hưu trung bình. Như vậy thì một người về hưu trung bình sẽ lãnh 1.657 đô la một tháng từ năm 2022. Cái phúc lợi cho cặp vợ chồng về hưu trung bình sẽ tăng 154 đô la để tới 2.753 đô la một tháng. Cái mức tăng này ảnh hưởng khoảng 1/5 dân số của Hoa Kỳ. Đó là những người lãnh tiền an ninh xã hội, cựu chiến binh bị phế tật, người về hưu, tổng cộng gần 70 triệu người dân của Hoa Kỳ. Quý vị có vui khi nghe cái bản tin này không? Đúng là cái lạm phát nó quá nhiều. Nhưng mà thật sự đó thì cái này là cái average thôi, cái số tiền mà lúc nãy quý vị thấy một người thì được 1.657 đồng sau khi mình đi làm. Mình đóng thuế khi mình về hưu, cái tiền 65 tuổi, cái tiền an ninh xã hội của mình, cái thu nhập của mình nếu như không có cái gì khác thì có được 1.657 đồng.
một cặp vợ chồng sống với nhau, lúc đó con cái lớn đi hết rồi, khi mình về hưu thì cái lợi tức mà Social Security tổng cộng là 2.753 đồng, chỉ có tăng 154 đồng thôi. Tức là quý vị thấy một cặp vợ chồng ở tại đất nước Hoa Kỳ này khi về hưu average tiền được là 2.753 đồng một tháng, có đủ để sống hay không tùy theo cái nhu cầu của mọi người, nhưng mà đó là tiền hưu. Còn những người lãnh cái phúc lợi của xã hội thì nó sẽ ít hơn. Nhưng mà đó vẫn là những cái phúc lợi xã hội mà hiện tại dân chúng Hoa Kỳ đang được hưởng sau khi về hưu. Anh thì chỉ đưa ra cái con số average để cho quý vị biết như vậy mà thôi. Bởi vì có rất là nhiều người hỏi anh đi một cái câu hỏi, tại sao khi tôi về hưu, có nhiều người nói khi tôi về hưu tôi lãnh tới 3-4 ngàn đô la một tháng. Có người lãnh tới 3.000 đô la một tháng, mà có người chỉ lãnh có 1.000 mấy một tháng, thì nó làm sao? Cái đó nó tùy theo cái lợi tức, tùy theo cái income của mình. Xin lỗi quý vị, khi mà mình đi làm, tùy theo công việc mình làm, lương có cao hay không? Nếu lương mình cao, mình có cái tiền, mình bỏ tiền vô, mình đóng thuế nhiều, cái tiền an ninh xã hội của mình nó cao, tiền lương hưu nó cao, cộng với có nhiều cái khác nữa, có nhiều người có pension, có người có tiền 401k, họ để dành mỗi tháng, thay vì họ lãnh lương hết thì họ trích ra 10-15%, 20%, họ bỏ vô trong cái một cái quỹ kêu là 401k như vậy. Thì khi mà cái đó không được lấy ra sớm, nếu như mình bỏ vô là mình không có bị đóng thuế. Ví dụ như mình làm ra khoảng chừng 100.000 một năm, thì mình bỏ 20.000 ở trong đó, thì 20.000 của mình chỉ đóng thuế có 80.000 thôi. Còn 20.000 đó thì mình coi như là tiền tiết kiệm của mình, và mình không bị đóng thuế. Tới khi 65 tuổi mình lấy ra thì cái 20.000 đó của mình nó vẫn là 20.000. Mà nó còn nhiều quyền lợi khác nữa trong cái lĩnh vực mà về kinh tế, hay là vẫn anh đi không có thời gian để giải thích với quý vị nhiều. Nhưng mà khi mà một người đã về hưu, họ có nhiều cái khoản của họ, chẳng hạn như tiền pension, tiền 401k cộng với tiền Social Security, thì có người lãnh 4-5 ngàn đồng là cái chuyện bình thường. Nó không phải như vậy. Nhưng mà khi cái bản tin này anh đưa ra đó, 1.657 đồng một tháng là average cho một người, một cặp vợ chồng, tức là 2.753 đồng một tháng cho một cặp vợ chồng. Chỉ có vậy thôi. Còn một bản tin nữa cũng để lặp lại. Nếu như mà mọi người cần... quý vị cần mua hàng cho quà tặng mùa Giáng sinh, rải đi mua ngay bây giờ. Chứ giữa tháng 10 năm 2021, cái lý do để gần ngày có thể thiếu hàng vì cái đại dịch nó làm đứt gãy nhiều cái chuỗi cung ứng hàng từ châu Á cho Hoa Kỳ. Tòa Và Đốc thì hôm thứ Tư ngày hôm nay đã nói cái công ty vận chuyển hàng lớn và những cửa hàng lớn như Walmart, FedEx và UPS cũng đồng ý làm theo cái yêu cầu của Tổng thống Joe Biden. Họ sẽ làm việc 24 giờ và 7 ngày một tuần nhằm cung ứng hàng hóa không bị trễ và bị kẹt hàng. Hai cái hãng UPS và FedEx vận chuyển hơn 40% cái bưu kiện của Hoa Kỳ trong năm 2020. Và Tòa Và Đốc cũng nói các công ty chẳng hạn như Target, Samsung và Home Depot cũng đang chuyển hướng để làm việc trên cái tinh thần 24 giờ một ngày và 7 ngày một tuần. Thêm nữa, các cái hải cảng Los Angeles thì cũng sẽ nói rằng sẽ họ mở thêm công việc để làm 24 giờ và 7 ngày một tuần. Và Tòa Và Đốc nói là Hải cảng Long Beach đã làm việc 24-7 giờ một tuần từ 3 tuần qua. Nên đi nhắc lại với quý vị, hàng mà từ châu Á đó mà đi đến Hoa Kỳ là đến những cái bến cảng như Andy đã nhắc với quý vị. Bến cảng ở dưới Los Angeles, bến cảng của Huntington Beach, và bến cảng của Long Beach là ba cái bến cảng đó. Còn một số những bến cảng trải dài lên tới miền Bắc California, chẳng hạn như cảng Oakland, hay còn nhiều bến cảng nữa dọc dài. Nhưng mà hầu như bến cảng nào nó cũng đã làm việc hết công suất của mình rồi, mà tàu hàng cứ đậu mãi ở ngoài. Cho nên ngày hôm nay đó thì phải nói rằng Tòa Bạch Ốc đã hàng tuần trước đây đã yêu cầu những cái công ty mà vận chuyển hàng hóa, cũng giống như những bến cảng, hãy thay vì làm 8 tiếng một ngày thì bây giờ làm luôn 24 tiếng một ngày. Thay vì làm 5 ngày một tuần thì bây giờ làm 7 ngày một tuần luôn. Để mà cái tình trạng ứ động hàng hóa hay là thiếu nhân viên
hay là nó làm gãy cái chuỗi cung ứng cho cái mùa lễ ở tại Hoa Kỳ, thì một khi mà nó khan hiếm hàng hóa thì đó là một cái điều khó chấp nhận được trên đất nước Hoa Kỳ quý vị. Một cái bản khảo sát, tức là công nhân của Hoa Kỳ tự ý xin nghỉ việc nó tăng kỷ lục. Và cái tăng kỷ lục này trong 2 thập niên. Cái số lượng công nhân Hoa Kỳ mà rời bỏ việc làm tăng tới 4 triệu 3 người trong tháng 8 năm 2021. Đó là cái mức cao nhất trong 2 thập niên, theo lời của Bộ Lao động trong cái bản báo cáo vào hôm thứ Ba. Như vậy là số công nhân của Hoa Kỳ tự ý rời bỏ việc làm trong tháng 8 năm 2021 đã tăng 2.9%. Hồi tháng 7 năm 2021, con số này là khoảng 4 triệu người. Và đây là một số ngành và một số những con số để cho quý vị thấy. Nhân viên làm khách sạn và tiệm ăn thì tự ý nghỉ việc là 157.000 người. 26.000 người trong cái ngành bán sỉ. 25.000 người trong cái ngành giáo dục cấp tiểu bang và địa phương. 23.000 người trong cái ngành địa ốc. Các chuyên gia nói cái số người tự ý bỏ việc có nghĩa là các công ty tìm nhân sự gặp cái sự khó khăn hơn. Và cái câu chuyện này anh đi đã gửi đến quý vị rồi. Bây giờ rất khó mà tìm được nhân sự. Hàng ngày anh đi mở những cái bản tin tức ra là toàn nói về vấn đề thiếu nhân sự. Và đặc biệt là cái ngành mà fast food là một, cái ngành nhà hàng là hai. Có dịp anh đi sẽ gửi đến quý vị một số những cái phân tích, những cái tư liệu về cái ngành mà phục vụ, ngành ăn uống nó cực dọc như thế nào ở trên đất nước Hoa Kỳ này. Có thể so với nhiều quốc gia khác thì sung sướng hơn nhiều, nhưng đối với ở Hoa Kỳ nó là một cái nỗi cực nhọc. Mà trong đó đó là cái vấn đề chính là bị cái sự mà đối xử không tốt của cái giới chủ nhân và cái sự mà lên mặt hết dịch của khách hàng. Cho nên đó là quý vị nghe những cái chữ như là làm busboy hay là waitress, tiếng Việt mình gọi là làm bồi bàn vân vân, thì hay bị cái người khách hàng họ coi thường. Và đa số thì là họ rất là lịch sự, nhưng mà có một số người thì họ rất là khắt khe trong vấn đề này. Họ coi thường và họ nói những lời nặng nhẹ. Một mặt khác, cái người chủ nhân thì muốn bảo vệ cái vấn đề kinh doanh của họ, cho nên họ vuốt ve khách hàng nhiều hơn là họ lo cho nhân viên của mình. Một mặt khác nữa, cái tiền bo, tiền tiếp cũng là một cái vấn đề lớn. Cho nên có dịp khác anh đi sẽ gửi đến quý vị những cái phóng sự điều tra và cái lý do tại sao mà những cái người, những cái nhân công làm trong cái tình trạng mà thiếu nhân lực trong cái ngành nhà hàng nó tệ như tới mức bây giờ. Một cái bản tin đột ngột nó chen vào, đó là đất nước Trung Quốc đã chênh lệch về giới tính, nam dư nữ thiếu. Vậy mà bây giờ cái bản thăm dò mới của Liên đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc cho thấy rằng 1/2, tức là một nửa phụ nữ trẻ thành thị không muốn lấy chồng. Cái bản thăm dò chọn cái mẫu để phỏng vấn 2.905 người Trung Hoa tuổi từ 18 tới 26. Cùng cái bản khảo sát này thì 1/3 người trả lời nói họ chưa từng biết yêu là gì. Đặc biệt với các phụ nữ thành thị trẻ thì gần 50% nói các cô sẽ không bao giờ kết hôn. Chính xác là 44% nói là sẽ không bao giờ lấy chồng. Với 25% nam giới trả lời cũng sẽ không bao giờ lấy vợ. Cái câu hỏi là tại sao? Với một cái dấu hỏi thật là lớn. Cái bản khảo sát ghi rằng 34.5% giới trẻ nói không có thì giờ hay nhiệt tình để kết hôn. Và 60.8% giới trẻ nói khó mà tìm đúng được người ưng ý. Đó là cái bản khảo sát mà anh đi gửi đến cho quý vị ở tại Trung Quốc. Còn một bản tin cũng liên quan tới người Việt Nam. Nói chung là nạn buôn người.
thì chạy một cái tựa đề là nước Anh cũng vẫn bao dung. Cái tòa án tối cao của nước Anh, tức là High Court, Supreme Court, hôm thứ Ba, 12 tháng 10, đã ra một cái lệnh rằng các cái nạn nhân buôn người nên được phép cho ở lại nước Anh. Trong trường hợp này là có một cái hồ sơ của một người phụ nữ Việt Nam 33 tuổi bị ép phải bán dâm sau khi vận chuyển vào nước Anh và đã thắng cái trận pháp lý để được cho ở lại nước Anh sau khi bị mất cái quyền tị nạn. Thì cô đã kiện chống cái bộ trưởng nội vụ của Anh là Priti Patel vì cô là nạn nhân của hình thức nô lệ kiểu mới và phán lệnh mới của tòa án tối cao cho cô ở lại. Và cái lệnh này sẽ là tiền lệ để áp dụng cho tất cả các nạn nhân tương tự. Trước khi có phán lệnh này thì cái nạn buôn người có thể bị trục xuất về quê cũ, bất kể nguy cơ có thể bị các nhóm buôn người trả thù. Tên của người phụ nữ trong cái án lệ vào hôm thứ Ba thì được giữ kín. Luật sư Ahmed Adi, đại diện cho người phụ nữ Việt Nam 33 tuổi này, đã nói rằng cái quyết định của tòa án tối cao sẽ ảnh hưởng tới hàng trăm hay hàng ngàn trường hợp tương tự. Và cái thảm kịch 39 người Việt được đài BBC làm phim tài liệu. Một trong những cảnh sát đầu tiên tìm thấy thi thể của 39 người Việt Nam chết ngạt sau cái xe tải năm 2019 cho biết có cái sự im lặng tại hiện trường. Những người quốc tịch Việt Nam đã chết trong cái thùng kín trên đường từ Bỉ đến Purfleet ở Essex vào tháng 10 năm 2019. Gây sốc cho thế giới khi đó và sau đó thì bốn người đàn ông đã bị án tù vì tội ngộ sát. Phát biểu trong một cái bộ phim tài liệu mới chiếu trên đài BBC tuần này, nhân viên cảnh sát là Bradley Cohen cũng cho biết rằng khi ấy giống như là cái sự im lặng. Không ai nói gì cả. Không ai thực sự biết phải nói điều gì. Cái cuộc điều tra của cảnh sát bắt đầu sau khi tài xế xe tải Maurice Robinson mở cái thùng hàng xe tải tại cái khu công nghiệp Watercliffe ở Grace và thấy những người Việt đã chết rồi. Nó bắt đầu hé lộ một đường dây buôn người. Và theo cái bộ phim tài liệu có tên là Săn lùng những kẻ giết người bằng xe tải ở Essex, được phát sóng vào lúc 21 giờ giờ Anh Quốc vào thứ Tư trên đài BBC Two. Paul Clark là cái người phụ trách thu hồi vật chứng tại hiện trường đã nói rằng khi đến khu công nghiệp, điều đầu tiên tôi cần làm là nhìn vào phía sau xe tải. Một trong những đồng nghiệp của tôi đã mở hé cửa xe để tôi có thể nhìn vào và tôi nước mắt lưng tròng. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nhiều thi thể hay nạn nhân như vậy. Cái sĩ quan điều tra cấp cao Daniel Stoughton đã tâm sự. Tôi đã có một khoảng thời gian cảm thấy như mình đang ở trong một nơi tối tăm thật sự. Tôi quyết định đây sẽ là cuộc điều tra giết người cuối cùng của tôi. Phim tài liệu cũng nói chuyện với các gia đình nạn nhân Việt Nam, trong đó có bà Nguyễn Thị Hồng. Có ông chồng là Bùi Phan Thắng, đã qua đời trong thảm trạng. Hai vợ chồng có ba người con và bà nói, bọn trẻ rất nhớ bố. Có những lúc tôi cảm thấy muốn bỏ cuộc, nhưng rồi nhìn lại các con tôi lại thấy xót xa. Họ đã mất cha, họ không thể sống thiếu mẹ. Tôi phải tiếp tục. Thật sự đó, coi những cái đoạn phim này đó thì anh đi có coi được một số những cái trailer về cái phim này, coi mà không cầm được nước mắt. Tại sao có những người phải gian nan vất vả đi từ ở miền Bắc Việt Nam, từ miền Nam ra miền Bắc rồi cùng với miền Bắc mới đi ra nước ngoài. Rồi từ đó qua bên Pháp, rồi từ bên Pháp rồi mới đi qua Bỉ, Bỉ rồi mới đi qua Anh. Trên những cái thùng xe chật chội để rồi bị chết ngợp, thiệt mạng như vậy. Thế không thể nào mình tưởng tượng được đi vượt biên bằng con đường như vậy. Nhưng mà tại sao họ đi? Cái câu hỏi thì chắc quý vị có cái, mỗi người có một câu hỏi, một câu trả lời khác nhau. Nhưng mà quý vị cứ xem bộ phim này đi rồi quý vị thấy coi số phận của mỗi con người nó ra sao. Nó kết liễu cái số phận của mình. Mỗi người có một cái chết thôi, nhưng mà cái chết ngạt ở trong một cái thùng xe tải.
cào cấu đấm đá đến nỗi mất cả móng tay móng chân rồi cuối cùng cũng phải ra đi. Cái bộ phim tài liệu này phải nói rằng nó rất là kinh hoàng. Rồi quý vị coi là để biết rằng cái nguyên nhân tại sao người ta phải ra đi và ra đi vì cái gì. Tại sao phải hy sinh cái bản thân của mình như vậy. Phải chịu những cái cực khổ như vậy, những cái thảm họa như vậy. Cho nên đây là một bộ phim rất đáng để xem và quý vị nên đón xem. Và anh đi không biết là ở Việt Nam chúng ta có thể xem được bộ phim này không, nhưng mà chắc chắn ở nước ngoài thì mọi người có thể xem được. Và đây là một cái phóng sự truyền hình. Andy lấy cái bản tin này trên đài VOA với một cái tựa đề chạy lớn, tít lớn mới nhất vào ngày hôm nay trên đài VOA của Hoa Kỳ là bắt hay không bắt chích ngừa COVID-19. Người Việt ở Texas nghĩ gì? Có ý kiến cho rằng chích ngừa là cái quyền tự do cá nhân và chính quyền không thể ép buộc, trong khi cũng có những người nói quyền tự do cá nhân nên đặt trên lợi ích cộng đồng. Vậy thì người Việt ở Texas có phản ứng khác nhau trước cái lệnh của thống đốc cấm bắt buộc chích ngừa trong tiểu bang? Ông thống đốc Greg Abbott hôm 11 tháng 10 đã cấm mọi hình thức bắt buộc chích ngừa COVID-19 bởi bất cứ cơ quan nào, bao gồm cả các công ty tư nhân. Đây là hành động phản ứng với cái mà ông gọi là sự bắt nạt của chính quyền Tổng thống Joe Biden. Đó là theo cái bản tin và lời viết của hãng thông tấn Reuters. Cái động thái này của ông Abbott đặt ông vào cái thế đối đầu với ông Biden, vốn hồi tháng trước đã kêu gọi các doanh nghiệp trên toàn quốc buộc nhân viên của họ phải đi chích ngừa, nếu không sẽ mất việc. Ít nhất là vài ngàn người đã bị sa thải vì không tuân thủ. Thêm một ví dụ nữa về cái sự can thiệp quá mức của chính quyền liên bang. Chính quyền của Tổng thống Biden hiện đang bắt nạt nhiều cơ quan tư nhân phải áp đặt cái lệnh bắt buộc chích ngừa COVID-19, gây ra cái sự gián đoạn lực lượng lao động vốn đe dọa cái sự phục hồi của Texas sau cái thảm họa COVID-19. Ông Abbott ghi xong trong cái sắc lệnh hành pháp như vậy. Cái sắc lệnh của ông Abbott nói rằng không bất kỳ một thực thể nào ở tại Texas có thể buộc bất kỳ cá nhân nào, kể cả nhân viên hoặc khách hàng, trưng ra bằng chứng chích ngừa. Ông kêu gọi các nhà lập pháp tiểu bang bàn về vấn đề này tại một phiên họp đặc biệt sắp tới. Cái luật yêu cầu trưng ra bằng chứng chích ngừa gây tranh cãi sâu sắc ở tại Hoa Kỳ và bị chỉ trích là vi hiến và độc đoán. Trong khi những người ủng hộ coi cái việc này là cần thiết để đưa nước Mỹ ra khỏi đại dịch, vốn đã hoành hành gần 2 năm để trở lại với đời sống bình thường. Và nghi ngờ vaccine hay sao? Ông Nguyễn Đình Nhất, chủ một cơ sở sản xuất thuốc bắc có tên là Dương Lai Cảnh ở Houston, thành phố lớn nhất tiểu bang, là một trong những người phản đối việc bắt buộc chích ngừa COVID-19. Ông Nguyễn Đình Nhất bày tỏ sự nghi ngờ đối với vaccine. Tuy nhiên vì cái nhu cầu công việc và đi lại, gia đình ông sắp đi Canada, ông cho biết, và bản thân ông đã chích ngừa đầy đủ 2 mũi. Thuốc ngừa đến nay vẫn chưa hoàn chỉnh. Ông Nhất giải thích lý do ông không tin vào vaccine. Là người làm đông y, tôi tin vào sự miễn nhiễm của con người. Mặc dù phản đối chích ngừa, nhưng ông nói ông tôn trọng cái quyền đi chích ngừa của người khác và vận động những người già yếu và những người có bệnh nền nên đi chích ngừa. Trong gia đình ông Nhất, vợ ông vì lo lắng cho sức khỏe của các con ông, tin vào hiệu quả của vaccine theo truyền thống, nên đã đều đi chích ngừa, ông cho biết. Còn các nhân viên của ông, thì ông không bắt buộc phải chích mới được làm việc như hầu hết đã đi chích. Một năm qua, chính quyền của ông Joe Biden đã bắt người dân đi chích ngừa. Mặc dù việc thử nghiệm vaccine chưa hoàn chỉnh, ông Nhất vốn là người ủng hộ nhiệt thành cựu Tổng thống Donald Trump đã lên án về cái lý do phản đối cái việc bắt buộc chích ngừa. Ông Nhất nói người đã đi chích ngừa nhưng lại lo sợ người không chích ngừa lây bệnh cho mình. Đó là điều rất là ngược ngạo. Ông cũng không cho rằng việc bắt buộc chích ngừa là giúp bảo vệ cộng đồng mà giúp bảo vệ cá nhân người được chích. Ông phản bác cái lập luận rằng người nào đó đi chích ngừa là lo cho sức khỏe của họ. Khi họ không chích ngừa thì họ biết cơ thể mình như thế nào rồi nên không cần phải lo cho họ. Ông Nhất lý giải. Theo ông, bắt buộc đi chích ngừa là vi phạm quyền cá nhân của con người. Do đó ông bày tỏ cái sự ủng hộ cho sắc lệnh của ông thống đốc Greg Abbott, tôn trọng quyền chích ngừa của người khác.
nhưng tôi mong người khác cũng tôn trọng cái quyền không được chích ngừa của những người khác nữa. Vì đó là sự thể hiện quyền tự do xã hội này, ông lập luận. Và ông cũng lên án chống dịch cực đoan như đóng cửa triệt để. Covid-19 cũng nguy hiểm nhưng không đến mức như truyền thông và các chính trị gia thổi phồng lên như vậy, ông cho biết. Còn phải vì cộng đồng, ông Andrew Nguyễn là kỹ sư phần mềm cho hãng NAC, cũng ở Houston. Ông có quan điểm hoàn toàn đối lập với ông Nhất. Ông Andrew ủng hộ cái việc các công ty áp dụng hình thức đuổi việc cho những nhân viên không chịu đi chích ngừa. Đuổi việc chỉ là cách để gây sức ép về kinh tế. Nếu không có việc làm thì làm sao sống được, nên họ phải đi chích ngừa. Ông phân tích đây không phải là xâm phạm quyền tự do người khác. Ông cho rằng việc các hãng xưởng bắt buộc tiêm chủng là việc cần phải làm. Nếu không, cái con virus này sẽ lan tràn hoài. Vì kỹ sư phần mềm này cho biết, công ty của ông không bắt buộc mà chỉ khuyến khích nhân viên đi tiêm vaccine. Nhưng ai không chích mỗi lần vào công ty phải bị kiểm tra đủ thứ. Nếu có dấu hiệu không ổn thì bị đưa đi xét nghiệm. Ông phản bác cái việc viện đến quyền tự do cá nhân để biện hộ cho việc không chích ngừa COVID-19. Nếu người không chích ngừa sẽ lây bệnh cho người khác thì đó không còn là quyền tự do cá nhân nữa. Vì anh sống trong cộng đồng mà đâu có phải sống một mình đâu, ông lý giải. Theo lời ông thì những người đã chích vẫn bị lây từ bệnh từ người không chích. Và cho dù bệnh có nhẹ đi nữa vẫn phải hao tốn tiền bạc và thời gian. Ông cũng dẫn ra cái luật ở Texas quy định trẻ em mới sinh phải được tiêm chủng nhiều loại bệnh khác nhau. Đó là luật thì tại sao người lớn không bị bắt buộc chích ngừa? Ông đặt vấn đề. Do đó trên vấn đề này thì ông Andrew đã ủng hộ cái cách tiếp cận của chính quyền ông Biden và lên án ông Abbott đã làm ngơ về cái việc khoa học đã chứng minh vaccine đã giúp chế ngự được virus. Và FDA cũng đã phê chuẩn thuốc và số liệu thống kê cho thấy đại đa số những người bị nhiễm COVID là những người chưa chích lây lan. Đối với những ai viện đến niềm tin tôn giáo không chích ngừa, ông Andrew nói không có tôn giáo nào cấm chích ngừa cả. Ngay cả đạo Công giáo, Đức Giáo Hoàng cũng khuyến khích đi chích ngừa mà. Về phần mình, do đã chích đầy đủ, ông Andrew nói sẽ không bao giờ giao lưu với những người chưa chích ngừa. Và nếu có thì cũng giữ khoảng cách và đeo khẩu trang. Các cái hãng ra lệnh là các hãng công nghệ khổng lồ như Facebook, Google đều đã yêu cầu nhân viên của họ đưa ra bằng chứng tiêm chủng để trở lại làm việc. Cả hai công ty đều thuê mướn nhiều công nhân ở Texas. American Airlines, hãng hàng không lớn nhất của Hoa Kỳ đóng ở tại Fort Worth tuần trước, đã nói với 100.000 nhân viên của họ ở Hoa Kỳ rằng họ phải trình bằng chứng tiêm chủng trước ngày 24 tháng 11, nếu không họ sẽ bị sa thải. United Airlines đã áp đặt cái lệnh bắt buộc chích ngừa đối với 60.000 nhân viên, khoảng 9.000 trong số đó là đóng ở Texas. Hãng hàng không này đang bào chữa trước một vụ kiện tại Fort Worth khi các nhân viên của hãng đã kiến nghị thẩm phán liên bang ra lệnh cấm United Airlines sa thải những ai được yêu cầu miễn chích ngừa. Ông Tổng thống Joe Biden đã ban hành lệnh bắt buộc chích ngừa hồi tháng 9, trong khi chính quyền của ông đã đánh vật để kiểm soát đại dịch vốn đã giết chết 700.000 người Mỹ. Giới chính trị trên khắp đất nước Hoa Kỳ trong tuần qua đã gia tăng áp lực lên những người chưa chích ngừa. Thì đó là quý vị nghe một số ý kiến như vậy. Còn anh đi đọc cái bản tin mới nhất sáng ngày hôm nay thì theo cái tờ báo Bloomberg thì loan tin rằng có hơn 22.000 người tại Texas và Florida lẽ ra đã thoát chết nếu họ chịu chích ngừa. Hai tiểu bang này là nơi hai thống đốc lớn tiếng chống lại lệnh cưỡng bách mang khẩu trang và cưỡng bách chích ngừa. Nghiên cứu ấn hành trên cái tạp chí khoa học Lancet ghi rằng nếu 74% cư dân Texas và Florida được chích ngừa trước cuối tháng 8 năm 2021, thì hai nơi này có thể giảm lên tới 95% trường hợp nhập viện và giảm 22.000 trường hợp tử vong. Thì đó là cái con số mà thống kê rõ ràng để cho quý vị thấy. Còn một cái bản tin nữa cũng lấy cái tựa đề là có phải là Công giáo của Hoa Kỳ gây sự với ông Tổng thống Biden hay không? Ông Tổng giám mục Công giáo phụ trách tuyên ý cho quân đội Hoa Kỳ là Timothy Broglio đã viết trong cái văn bản phổ biến hôm thứ Ba rằng các chiến binh Công giáo có quyền từ chối chích ngừa COVID-19 lấy cớ đặc miễn vì tôn giáo. TMG Broglio đã viết rằng không ai nên cưỡng ép chích ngừa,
chống COVID-19 nếu lương tâm không cho phép. Như vậy điều kinh và nói như vậy đây là một điều kinh ngạc vì Đức Giáo Hoàng đã ra lệnh cưỡng bắt tất cả các viên chức Vatican phải chích ngừa. Cho nên quý vị thấy trống đánh xuôi kèn thổi ngược ở cái đất nước Mỹ này nó có nhiều cái vấn đề nó lạ lùng lắm, cứ lạm quyền về cái vấn đề tự do cá nhân vân vân và vân vân. Nhưng mà cuối cùng quý vị thấy nó đi đến một cái bản thống kê chung nữa, Andy đọc trong tuần này thì thấy rằng cái số lượng người bị bệnh COVID-19 nó giảm đi, số người đi chích ngừa tăng lên. Cho nên có thể thấy rằng cái lệnh mà cưỡng bắt chích ngừa nó có hiệu quả. Và nhiều cái công ty đã hợp tác với đất nước Hoa Kỳ này để mà cố giảm đi cái số lượng người bệnh phải nhập viện. Đó là những cái bản tin ngắn mà Andy gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay. Và để trở lại trong... Andy sẽ dành một số những thời gian còn lại để gửi đến quý vị trong một vài những cái bản tin liên quan tới tình hình chính trị và thời sự của Hoa Kỳ. Ngày hôm qua, cái đài WHAM đã loan tin rằng một cái người đàn ông ở New York đã khóc trong cái buổi điều trần trước tòa về cái cáo buộc tham gia bạo loạn ngày 6 tháng 1 năm 2021. Cái bản tin ghi rằng là bị cáo Cody Mathis, 28 tuổi, ngày hôm thứ Ba, 12 tháng 10, đã ngồi lặng lẽ khóc, cúi đầu gục xuống bàn, thỉnh thoảng chỉ nhấc đầu lên để thì thầm với luật sư. Công tố Brett Harvey đã nói rằng có đủ chứng cứ để đưa Mathis vào tù ít nhất là 20 năm. Ông Mathis chỉ mới bị bắt ở thị trấn Houston, New York tuần trước, nhờ những người trên Internet nhận diện và báo với cảnh sát. Mathis bị cho là đã xông vào dẹp hàng rào cảnh sát, dùng hơi cay xịt vào cảnh sát Capitol để mở đường cho những người khác tràn vào tòa nhà Quốc hội. Cảnh sát cũng có chứng cứ là các tin nhắn text message và Mathis và các bạn bạo loạn gửi cho nhau kể về những tội mà bạo lực họ thực hiện trong ngày 6 tháng 1. Mathis đã viết và gửi các bạn rằng chúng ta đã chiếm thủ đô, các bạn ơi, vân 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 vân. Tôi đã giật văng cánh cổng khỏi tay cảnh sát và tôi cũng xịt hơi cay vào cảnh sát. Một tin nhắn khác thì Mathis viết về lý do tham dự vì ông Trump bảo rằng chúng ta về cuộc gian lận. Wendy Adalaf, luật sư của Mathis, thì nói rằng chính những cái tin nhắn đó cho thấy Mathis và các bạn là nạn nhân của cựu tổng thống chúng ta. Đó là ông Donald Trump. Cuối cùng cũng đổ hết cho lỗi cho ông Donald Trump thôi quý vị. Rồi bây giờ ngồi khóc thút thít ở trước tòa, rồi ân hận. Cái tội này là có thể mang tới 20 năm tù. Ngày hôm nay thì dân biểu gốc Việt Stephanie Murphy thuộc đảng Dân Chủ ở Florida đang làm việc trong Ủy ban điều tra bạo loạn ngày 6 tháng 1 năm 2021 đã nói trên cái chương trình Morning Show của đài MSNBC rằng các phụ tá của ông Trump chống lại cái trác đòi điều trần trước ủy ban của bà và có thể bị bắt và bị truy tố. Dân biểu Stephanie Murphy trên khai sanh là Đặng Thị Ngọc Dung nói về những câu hỏi dự định hỏi Mark Meadows, chánh văn phòng Bạch Ốc của ông Trump, và ba phụ tá khác của ông Trump là cố vấn Bạch Ốc Steve Bannon, cựu phó chánh văn phòng Bạch Ốc là Scavino, cựu viên chức Bộ Quốc phòng Cass Patel có nội dung. Kế hoạch bạo loạn ngày 6 tháng 1 được soạn ra sao? Ai soạn kế hoạch bạo loạn? Ai tài trợ bạo loạn? Ý định bạo loạn nhằm làm gì? Họ có biết bạo loạn sẽ làm hại mức nào cho an toàn của những người như phó tổng thống, dân cử lưỡng viện, chủ tịch hạ viện, ai hưởng ứng và ngăn cản bạo loạn, vân vân và vân vân. Cái hàng chót của bốn phụ tá của Trump trả lời trác đòi của ủy ban là nửa đêm ngày 15 tháng 10. Sau ngày đó là cảnh sát tư pháp sẽ đến tận nhà họ bắt giam để mà truy tố. Đó là theo lời của bà Stephanie Murphy, tên khai sanh là Đặng Thị Ngọc Dung, đó là người trong ủy ban điều tra bạo loạn ngày 6 tháng 1 cho biết như vậy. Còn các nhà điều tra về bầu cử tiểu bang Georgia đã thú nhận rằng không thấy bất kỳ một phiếu bầu giả mạo nào trong các lô phiếu mà những người cầu hòa đếm phiếu đã nói. Cái hồ sơ trình trước tòa án hôm thứ Ba ngày 12 tháng 10 năm 2021, thì đây là một cái búa tạ đánh vào những cái lời bịa đặt. Cái thuyết âm mưu do ông Trump và người ủng hộ khi họ kiện và đòi tiểu bang Georgia phải khảo sát phiếu khiếm diện trong bầu cử năm 2020.
Cái hồ sơ trình lên tòa do Bộ trưởng Hành chánh Brad Raffensperger đã nói rằng các điều tra viên xem xét kỹ 1.000 cái phiếu khiếm diện từ cái quận Fulton County bị cho là cái phiếu nguyên thủy, tức là phiếu chưa ai chạm tay tới để điền vào, nhưng lại có sẵn các ô đã in bôi đen tuyệt hảo như từ máy in và không có nếp gấp như thể đã có người đi bầu. Tiểu bang Georgia nói rằng tất cả các phiếu bầu đều hợp pháp, không có phiếu nào giả mạo. Bộ trưởng Brad Raffensperger của đảng Cộng Hòa cũng đã từ chối cái lời ông Trump xin cho tìm 11.780 phiếu ma bầu cho Trump để lật ngược kết quả bầu cử nhằm đưa chiến thắng của ông Biden về cho ông Trump. Một bản tin khác cho biết là cái trang web cá cược là SmartCat thì đúng hơn, đặt cái kỳ vọng vào ông Trump cho chiến thắng năm 2024. Cái trang web dự đoán rằng ông Trump có 20% cơ hội chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo, bỏ xa ông tổng thống Joe Biden, người có 19%. Tỷ lệ chiến thắng của Trump vào năm 2024 đã tăng đáng kể so với những ngày sau cuộc tấn công ngày 6 tháng 1 vào cái điện Capitol, khi ông giảm xuống chỉ còn 3%. Matthew Sadik là cái người đứng đầu thị trường chính trị của SmartCat cho biết đây là một sự tiến tới khá kinh ngạc. Chúng tôi biết rằng Donald Trump không phải là một chính trị gia bình thường. Sadik cũng lưu ý rằng nghiên cứu chỉ ra rằng bất kỳ trở ngại nào về sức khỏe hoặc pháp lý của ông Trump có thể sẽ phải đối mặt, sẽ không phải là vấn đề. Nhiều nhà dự báo đã dự đoán rằng các vấn đề sức khỏe hoặc pháp lý có thể ngăn ông Trump tái tranh cử. Nhưng giá SmartCat mới nhất ngụ ý rằng có 2/3 cơ hội để ông ấy tái tranh cử vào tòa Bạch Ốc sau 3 năm nữa. Phó Tổng thống Harris là ứng cử viên có nhiều khả năng đắc cử thứ ba vào tòa Bạch Ốc với tỷ lệ 13%, giảm so với bà dẫn đầu vào tháng 3 là 21%. Phân tích của SmartCat cũng cho thấy là Trump rất thoải mái khi trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa, với 45% cơ hội giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng Hòa. Ứng cử viên có nhiều khả năng tiếp theo là thống đốc tiểu bang Florida Ron DeSantis và cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc là Nikki Haley, lần lượt là 14% và 11%. Cái dự đoán của SmartCat theo sau một cuộc khảo sát của trung tâm nghiên cứu PEW vào tuần trước cho thấy rằng gần một nửa số đảng viên đảng Cộng Hòa muốn Trump tranh cử tổng thống vào năm 2024. Có một số những tin tức Trump cũng không bao giờ đi khỏi được những cái hãng tin của Hoa Kỳ, cho nên ngày nào cũng có tin của Trump cả. Có một số những cái bản tin liên quan tới nước ngoài. Chẳng hạn như Nga thì bị loại khỏi cuộc họp 30 quốc gia về chống tống tiền và tội phạm. Thì một quan chức cấp cao của Hoa Kỳ cho biết Nga đã không được mời tham dự cuộc họp trực tuyến của 30 quốc gia do Hoa Kỳ dẫn đầu để bàn việc chống các mối đe dọa ngày càng tăng của phần mềm tống tiền và tội phạm. Theo cái hãng thông tấn Reuters, các chuyên gia an ninh mạng khu vực tư nhân cho biết nhiều băng đảng tống tiền hoạt động từ Ukraine và Nga. Một số quan chức và nhà phân tích của Hoa Kỳ cho biết các băng đảng tống tiền của Nga hoạt động với sự chấp thuận ngầm của Điện Cẩm Linh, nhưng chính phủ Nga không kiểm soát trực tiếp. Thì cùng với Mỹ thì 4 quốc gia gồm Ấn Độ, Australia, Đức và Anh sẽ dẫn đầu cuộc thảo luận về các chủ đề như gây gián đoạn, tiền ảo, ngoại giao. Những nước khác tham gia cuộc họp bao gồm Canada, Pháp, Anh, Brazil, Mexico, Nhật, Ukraine, Iceland, Israel, Nam Phi và Liên hiệp châu Âu. Và cuối cùng đó thì các cái quan chức này cho biết cái cuộc thảo luận với Nga cũng đang diễn ra và Hoa Kỳ sẽ chia sẻ cái thông tin những cái đối tượng tội phạm cụ thể bên trong nước Nga, và nước này đã thực hiện các bước ban đầu để giải quyết với vấn đề đang được nêu ra. Nhưng mà lần này Nga sẽ không được mời để tham dự cái hội nghị trực tuyến này. Còn một bản tin cũng cho biết rằng nếu như các thành phố lớn sẽ bị như thế nào nếu trái đất tăng thêm 3 độ C. Thì một bản tin nhanh cho biết mà nếu trái đất nó tăng thêm 3 độ C đó, thì hầu như là những cái thành phố ven bờ biển nó sẽ bị ngập và nó sẽ bị biến mất.
Với cái kịch bản tiêu cực nhất mà lượng khí thải tiếp tục tăng cao hơn vào năm 2050, hành tinh của chúng ta có thể tăng thêm 3 độ C sớm nhất vào năm 2060 hoặc năm 2070. Băng ở hải cực sẽ tăng nhiều hơn, dẫn tới việc các vùng ven biển bị nhấn chìm một phần hoặc hoàn toàn. Theo phân tích của Climate Central, thì Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam và Indonesia nằm trong năm hàng đầu trong năm quốc gia dễ bị tổn thương nhất do nhiệt nước biển dâng trong dài hạn. Còn một bản tin rất là hay ngày hôm nay đi gửi đến cho quý vị, và đây cũng là bản tin cuối cùng. Nhật Bản cố gắng khai thác các năng lượng của siêu bão. Trung tâm Khoa học và Công nghệ nghiên cứu bão của Nhật Bản vừa công bố cái dự án Typhoon Shot để hạn chế các mối đe dọa và sử dụng năng lượng do bão gây ra để phát thải khí carbon, để giảm cái phát thải khí carbon. Trong Trung tâm Khoa học và Công nghệ nghiên cứu về bão khai trương hôm 1 tháng 10 tại Đại học Quốc gia Yokohama phía tây nam của thủ đô Tokyo, thì một nghiên cứu cho thấy trung tâm này ước tính rằng năng lượng do một siêu bão gây ra có thể đáp ứng nhu cầu năng lượng toàn cầu trong một tháng. Ông Hironori Fudeyasu, giáo sư Đại học Quốc gia Yokohama và là người đứng đầu trung tâm mới, giới thiệu với đài truyền hình Đức DW về dự án Typhoon Shot của trung tâm này. Dự án đang nghiên cứu phát triển một phương pháp làm suy yếu cái sức mạnh của cơn bão bằng cách phun một lượng băng lớn từ máy bay vào mắt bão để làm giảm áp suất và cường độ bão. Dự án cũng đang nghiên cứu cách khai thác năng lượng của một cơn bão bằng cách sử dụng các turbine được lắp đặt trên các tàu không người lái ngoài khơi. Ông Hironori Fudeyasu đã nói như vậy. Các nhà khoa học tại trung tâm nghiên cứu thừa nhận việc khai thác năng lượng của một siêu bão là vô cùng khó khăn, nhưng nhấn mạnh họ có khả năng thực hiện được. Nhật Bản có cái nguồn năng lượng rất hạn chế và ngày càng nhiều lo ngại về cái sự nóng lên toàn cầu. Vì vậy, cái việc thu được năng lượng từ một cơn bão sẽ giúp Nhật Bản đạt được cái mục tiêu không phát khí thải carbon vào năm 2050. Đó là điều mà chúng tôi phải khám phá. Ông Kazuhisa Tsuboki là giáo sư khí tượng học tại Nagoya. Một cái nghiên cứu năm 2018 cho rằng siêu bão đi kèm với một đợt triều cường mạnh ở Tokyo có thể phá hủy hệ thống phòng thủ lũ lụt rộng lớn của thành phố và sẽ khiến từ 8.000 người chết, thiệt hại ước tính lên tới 1.000 tỷ Mỹ Kim. Nhật Bản nằm rất gần khu vực Tây Thái Bình Dương, nơi hình thành những siêu bão, vì ở đây có nhiệt độ bề mặt đại dương ấm nhất thế giới. Ông Kazuhisa Tsuboki đã cảnh báo, với cái hậu quả của biến đổi khí hậu, việc siêu bão liên tục tấn công trực tiếp vào lục địa Nhật Bản chỉ còn là vấn đề thời gian. Cái điều này quá hay phải không quý vị? Để làm giảm cái cường độ, thứ nhất là bão nó rất mạnh thì nó sẽ tàn phá dữ dội, gây chết người, hủy hoại tài sản. Họ đã nghĩ tới cái việc để làm sao giảm được cái sức mạnh của cơn bão bằng cái cách là họ phun những cái khối lượng băng vào trung tâm bão. Đó là một điều rất là hay. Cái thứ hai, khi bão nó sẽ tạo ra cái năng lượng và làm sao lấy được cái năng lượng của những cái cơn bão khổng lồ này để mà dùng cho những cái việc khác, và đặc biệt là vấn đề thải ra khí thải mà carbon. Đó là một cái chuyện không tưởng, nhưng mà nước Nhật nói rằng họ có thể làm được. Và đây là câu chuyện cuối cùng trong ngày đi gửi đến cho quý vị. Chúc quý vị một ngày làm việc vui vẻ, hạnh phúc, thân tâm thường an lạc. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.